Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, với những thông tin trong nước và quốc tế mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi quý vị. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã lên lịch xét xử bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông vào ngày 2 tháng 2. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh. Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, ngụ quận 7, bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố về tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 2, điều 318 Bộ luật hình sự. Còn Trần Xuân Đông, 36 tuổi, ngụ quận 4, thầy dạy Ngọc Trinh lái xe, bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố về tội gây rối trật tự công cộng và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo nội dung vụ án, Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2, nhưng ngày 6 tháng 10 năm 2023, Ngọc Trinh đã cùng Đông chạy mô tô hiệu BMW dung tích xi lanh 999 cm3, biểu diễn trên đoạn đường D15 khu công nghệ cao, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe, cho quay video rồi đăng lên mạng xã hội. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định đầu tháng 9 năm 2023, Đông cùng với Ngọc Trinh tổ chức tụ tập chạy mô tô hiệu Ninja trên đường Trần Bạch Đằng, khu đô thị Thủ Thiêm thuộc phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Ngọc Trinh thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy, cho quay video rồi đăng lên mạng xã hội. Theo cơ quan điều tra, hành vi trên đã gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Ủy ban nhân dân phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức và Ban an toàn giao thông phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức đã có văn bản đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xem xét xử lý Ngọc Trinh theo đúng quy định pháp luật. Cơ quan điều tra đã thu giữ 3 xe mô tô không rõ nguồn gốc, một flycam cùng nhiều giấy tờ xe giả và nhiều thiết bị điện tử là tang vật liên quan vụ án. Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Ngọc Trinh và Đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Đến nay, tổng cộng 292 gói nghi là ma túy với trọng lượng gần 300 kg, trị giá hơn 1.000 tỷ đồng đã được phát hiện tại bờ biển Quảng Ngãi. Ngày 20 tháng 1, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan tiếp tục tìm kiếm trong khu vực phát hiện gần 300 kg nghi ma túy dạt vào bờ biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. Nhiều ngày qua, tổ công tác của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng nhiều đơn vị liên quan đã liên tục tuần tra tìm kiếm ở khu vực gành Nước Nhì thuộc thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, nơi phát hiện các gói bột trắng nghi là ma túy. Tổ công tác đã đưa 5 chú chó nghiệp vụ đi sâu vào các lùm cây, trèo lên đồi cao, ra khu vực hốc núi gần bờ biển để tìm kiếm. Kết quả, tổ công tác đã phát hiện thêm nhiều gói nghi ma túy, nâng tổng số lên 292 gói với trọng lượng gần 300 kg. Song song với việc tìm kiếm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi còn phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền vận động người dân nếu phát hiện vật thể lạ nghi là ma túy cần kịp thời báo cáo hoặc giao nộp cho đồn biên phòng Bình Hải để xử lý. Thượng tá Lê Thành Trung, Phó trưởng phòng phòng chống ma túy tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra làm rõ nguồn gốc xuất xứ các gói bột màu trắng nghi là ma túy được phát hiện tại bờ biển xã Bình Hải thời gian qua và đang chờ kết quả giám định từ cơ quan chuyên môn. Sau khi có kết quả giám định, nếu xác định các gói trên là ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành khởi tố vụ án, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra xử lý. Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết. Trước đó, ngày 4 tháng 1, người dân thôn Phước Thiện phát hiện một túi bạt chứa 3 gói màu trắng bọc trong bao ni lông. Khi kiểm tra và giám định, cơ quan chức năng xác định đây là chất ma túy loại cocaine với tổng khối lượng 2,94 kg. Tiếp đó, khoảng 17 giờ ngày 14 tháng 1, thông qua tin báo của người dân, đồn biên phòng Bình Hải tiếp tục phát hiện 288 gói màu đen, bên trong chứa bột màu trắng tương tự 3 gói phát hiện trước đó. Theo một cán bộ điều tra biên phòng, nếu kết quả giám định 292 gói bột màu trắng đều là cocaine, thì đây là số lượng cocaine lớn nhất được phát hiện từ trước đến nay ở Quảng Ngãi. Giá trị lô cocaine này trên thị trường ma túy lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Ngày 19 tháng 1, Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết cơ quan đã ra quyết định khởi tố thêm Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1991, trú tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, và Đặng Ngọc Long, sinh năm 1984, trú phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, trong vụ án lừa dối khách hàng trên địa bàn huyện Tân Kỳ. Trước đó, cơ quan công an đã bắt giữ và ra lệnh khởi tố Phạm Trọng Phương, sinh năm 1992, trú tại xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, và Nguyễn Thị Lành, sinh năm 1976, trú tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, là hai kẻ cầm đầu trong vụ việc này. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2023, tại khách sạn Đại Phú Gia, thị trấn huyện Tân Kỳ, một nhóm người đến thuê hội trường tổ chức hội thảo dưới hình thức tri ân khách hàng, trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm dân dụng. Nhóm này mời người già đến tham gia hội thảo tri ân này rồi tìm cách mời chào, bán hàng. Ban đầu, mỗi người đóng cho nhóm này 2 triệu đồng sẽ được mua nồi cơm điện, sau đó sẽ được trả lại số tiền đã đóng. Chiều 15 tháng 9, nhóm này báo giá một nồi áp suất 5,1 triệu đồng, một nồi lẩu 2,1 triệu đồng, một bếp nướng 11 triệu đồng, một chả 1,1 triệu đồng. Nhiều người dân đã đưa cho nhóm này từ 5 đến 10 triệu đồng để nhận số sản phẩm trên với hy vọng sau khi nhận sản phẩm sẽ được trả lại tiền như những lần trước. Tuy nhiên, sau khi đã cầm tiền của rất nhiều người, nhóm này lên ô tô bỏ đi. Người dân mới biết bị lừa nên cầu cứu công an và chính quyền địa phương. Các mặt hàng mà nhóm này bán là nồi cơm điện, nồi áp suất, xoong chảo đều có giá cao hơn giá thị trường nhiều lần. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin trong nước và quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.